Nếu yêu thích những nét ẩm thực độc đáo của núi rừng, hay muốn thưởng thức hương vị hải sản tươi ngon của biển, chất dân dã mộc mạc của đồng quê, chắc chắn thực khách sẽ khó lòng bỏ qua sức hấp dẫn lạ kỳ mà nhà hàng ẩm thực Ánh Nam tạo nên cho riêng mình. Tại nhà hàng ẩm thực Ánh Nam, chúng tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phong cách phục vụ chu đáo, thân thiện, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm ẩm thực thú vị khi đến với nhà hàng. Nhà hàng ẩm thực Ánh Nam có một không gian thoáng đãng, rợp bóng cây xanh, bạn có thể vừa ăn, vừa thư giãn và đón những làn gió mát lành từ ngoài biển thổi vào. Bạn sẽ thấy thật thoải mái và cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Không những thế, nơi đây còn là khu vực thích hợp để tổ chức các bữa ăn liên hoan, sinh nhật và họp mặt bạn bè. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một không gian riêng tư, không quá ồn ào thì hệ thống phòng VIP cũng được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ nhu cầu đa dạng của quý thực khách. Không chỉ thu hút thực khách bằng các món ẩm thực thơm ngon khoái khẩu, nhà hàng ẩm thực Ánh Nam còn chinh phục thực khách bằng sự thân thiện, gần gũi, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên lễ tân và phục vụ. Mặc dù đông khách, nhưng với số lượng lớn nhân viên phục vụ, quý khách sẽ không phải đợi chờ quá lâu là món ăn nóng hổi, thơm phức đã được mang lên. Phương châm của nhà hàng ẩm thực Ánh Nam là luôn tạo sự hài lòng cho quý khách, do vậy đã không ngừng trau dồi phong cách phục vụ và chất lượng các món ăn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách. Nào, hãy đến nhà hàng ẩm thực Ánh Nam để khám phá, cũng như cảm nhận hương vị riêng của các món đặc sản rừng, hải sản, đồng quê và đánh dấu vào danh sách địa chỉ ẩm thực yêu thích của mình các bạn nhé! Nhà hàng Ánh Nam, địa chỉ, khu chợ cá, Bến Do, Cẩm Phả, Quảng Ninh.